Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một số cây ở trong vườn nhà, báo giá một số cây, và qua đó cũng sẽ chia sẻ với các bạn mới chơi một vài kỹ thuật làm cây. Đây là một cây xanh Nam Điền. Cây này rất là lùn lực. Các bác xem tổng dáng của cây xanh này, tổng dáng rất là đẹp. Gốc rễ rất là tuyệt vời này, rất là khỏe. Những cái bệnh rễ rất là hay này. Đường chuyển của thân cũng rất là mềm dẻo. Bác xem cái lá xanh Nam Điền này, lá nhỏ, dày, hơi quăn. Và nhìn cái lu cục của cây này thì quá là đã luôn này. Bác xem cái lu cục của nó này. Lưu cục của cây này thì không khác gì lưu cục của cây dấu ấn thời gian, rất là tuyệt vời, chỉ thua mỗi độ già của nó thôi. Còn cái lưu cục rất là đẹp, bác xem kỹ này. Cái bệnh rễ rất là hay nhé, rất là tuyệt vời. Chỗ này cũng có cái lưu hay này, sần sù lưu cục. Chỗ giật này có tạo ra cái lưu rất là hay này. Bác xem lại tổng dáng này, tổng dáng rất là tuyệt vời. Và tôi báo giá cái này là 10 triệu bao ship toàn quốc. Một cây xanh Nam Điền lùn lực, cây này có thể để chơi luôn được, chỉ làm thêm răm cho nó mịn. Nếu bạn nào mà muốn làm kỹ thì cho nó phát triển tự do một chút, sau đó giật lại. Và tôi đảm bảo cây này chỉ sau 2 năm làm kỹ một chút thì có giá có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí là trên trăm triệu. Chắc chắn là sau 2 năm thì không có cái giá dưới 100 triệu. Một cây xanh Nam Điền lưu cục như này. Bác xem kỹ cái lưu cục của nó này, quá là tuyệt vời luôn. Phía ngọn có những cái lưu cục rất là đẹp này. Và cơ bản là tổng dáng của nó rất là hài hòa, gốc rễ đẹp. Bây giờ xem kích thước của nó nhé. Một gang này, hai gang này, chỗ này hai gang chỉ hết nửa. Hoành ở điểm này là 80. Chỗ nhỏ ở trên này, chỗ nhỏ ở trên này phải hai gang 40. Và chiều cao của cây khoảng 50. Cây vành gốc 80 và chiều cao có 50 là một cây cực kỳ lùn lực, hàng hot bây giờ đây. Cây này tương lai nó có thể ra rất là nhiều tiền đây. Chỉ cần 2 năm sau thì nó có giá khoảng độ đó 100 triệu nếu đầu tư làm kỹ một chút. Bác xem kỹ nhé. Cây này lên chậu chỉ vài năm, nó tăng lên ở độ già và bộ tán nó ấm một chút thì giá trị của nó lên rất là nhiều. Thân rất là lực, không có những cái vết mục lũa nhiều, rất là nguyên bản.
sân đế của nó này. Cả chiều này cũng có những cái lưu cục rất là đẹp này. Cái rễ này có thể cắt bỏ này. Kê xanh Nam Điền rất là tuyệt vời, tương lai rực rỡ, giá chỉ có 10 triệu, bao ship toàn quốc các bác nhé. Kiếm được cây như này quá khó luôn. Cốt cây đẹp. Và tương lai có thể làm chỗ này nó ấm thêm một chút này. Có những cái chi ra đây này. Chi này nó ra đây này. Và chỗ cái tán này lên một chút này. Nó ấm tán thì nhìn rất là tuyệt vời. Đây là một cây ruối cũng mới hoàn thiện này. Cây ruối này bỏ lâu ngày không chăm, cũng mới cắt tỉa lại. Đây là cây ruối này. Cây ruối đã còn đang làm. Chi cành còn để tự do để cho nó khỏe. Sau đó mới giặt để làm bông răm. Thì qua đây các bạn mới chơi cũng lưu ý này. Một cây cảnh mà muốn lá lá nhỏ, có một cách đơn giản là ta cắt giật nhiều lần, kết hợp với chế độ cho ăn hợp lý. Các bạn so sánh này, cái lá để tự do là rất là to này, này. Đây. Cái mầm ở thân mới cắt bỏ, thế này cái mầm mới lá rất là nhỏ này. Chênh nhau rất là nhiều các bạn nhé. Để tự do thì rất là to, sau khi giật lại thì lá nó nhỏ đi rất là nhiều. Cứ nhiều lần giật thì nó sẽ nhỏ dần đi, nhìn rất là đẹp. Thì cái này tôi còn đang quá trình làm nên cứ để nó tự do một chút. Các bác xem thêm một số cây ở vườn nhé. Đây là một cái sung hàng khủng này, đang ra rất là nhiều quả, quả rụng rất nhiều ở đất. Có cây lộc vừng này, kích thước cũng tương đối lớn. Lộc vừng loại này là loại lá hơi tròn chứ không loại lá dài nhé. Loại lá hơi tròn thì nhiều người thích hơn là loại lá dài. Cây này cũng khá là già rồi. Các bạn so sánh nhé. Chỗ đầy về trên gang này. Cây này mà đánh lên thì nó chơi cái bộ rễ ra rất là đẹp. Bộ rễ của nó rất là khỏe. Sau đó giật làm lại. Và nếu bạn nào thì dùng làm bóng mát cũng được. Cây này tôi xin báo giá là 100.000. Tôi sẽ đánh lên và bó bầu cho các bạn rất là cẩn thận, đảm bảo sống 100%. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Trồng rất là nhiều năm mới được 100.000 như này. Đây cũng là cây lộc vừng nữa này. Cây này nhiều thân. Kích thước cũng rất là lớn. Các bạn chỉ làm cây bóng mát cũng được. Mà nếu muốn giật lại thì làm thành cây lùn lực cũng có dữ liệu để làm. Cây rất là già rồi nhé. Bác xem này. Thân chính của nó này. Phía trên này nắm chặt cũng trên một gang này. Đây là cây năm thân. Năm thân nhưng chung một gốc các bác nhé. Số cát này đổ tạm đây thôi. Định để trộn với đất. Và lên chậu cho một số cây. Đây chỗ này mấy khối cát này tôi đổ tạm đây nên nó mới chảy nó lấp mấy gốc này. Nó bới ra rất là đẹp. Các bác để chơi luôn cũng được, làm cây bóng mát, chơi hoa rất là đẹp. Cũng có dữ liệu để các bác sửa thành cây năm thân, lùn lực. Cây này tôi xin báo giá là 150.000. Một cái giá rất là hợp lý. Kích thước cây cũng tương đối lớn, già cây.